Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tiêu điểm thị trường. Bản tin sẽ liên tục cập nhật các sự kiện, vấn đề và thông tin thị trường mà người tiêu dùng đáng quan tâm. Những thông tin đáng chú ý về một số mặt hàng thiết yếu, thông tin mở cửa toàn diện ngành du lịch Việt Nam hoặc nếu quý vị đang cần tìm một địa điểm để mua các sản phẩm thực phẩm chay trong ngày rằm tháng Giêng thì tiêu điểm thị trường chắc chắn sẽ có những thông tin hữu ích dành cho quý vị. Tôi là Phương Thảo, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Chương trình xin được trân trọng cảm ơn Tổng Công ty Khí Việt Nam, Công ty Cổ phần PVGas đã đồng hành cùng chương trình. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là những tin tức đáng chú ý về biến động giá vàng. Giá vàng trong nước trong rạng sáng ngày 15 tháng 2 phản ứng khá nhanh trước những diễn biến thị trường vàng trên thế giới. Sau khi giá vàng thế giới nhảy vọt, giá vàng niêm yết tại các cơ sở vàng bạc đá quý trong nước tăng mạnh với mức tăng từ 200 đến 600 ngàn đồng một lượng. Trong đó ghi nhận mức tăng mạnh nhất là vàng VietinBank với mức tăng là 600 ngàn đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Với mức giá này, vàng VietinBank đang mua vào với giá 62,25 triệu đồng một lượng và bán ra với giá 62,97 triệu đồng một lượng. PNG tăng đồng đều 200.000 đồng một lượng ở cả hai chiều lên mức là 53,4 triệu đồng một lượng mua vào và 54,2 triệu đồng một lượng bán ra. Thưa quý vị, rằm tháng Giêng là ngày rằm đầu tiên của năm mới âm lịch và được xem là ngày rằm lớn trong năm. Cũng chính vì vậy mà thị trường hàng hóa đồ cúng tại các chợ rất phong phú, nhiều mặt hàng tăng giá cao so với ngày thường. Riêng với mặt hàng hoa tươi, giá luôn ở mức trong cao trong những ngày này. Và ngay trong sáng ngày hôm nay thì phóng viên tiêu điểm thị trường cũng đã có mặt tại chợ hoa lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh để nắm bắt thông tin giá cả tại đây. Vâng, thưa quý vị, tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ thì hoa tươi luôn đắt khách trong những ngày này, mặc dù giá có thể tăng gấp đôi so với ngày thường. Theo các tiểu thương thì giá hoa tươi từ sau Tết Nguyên Đán đến nay thì vẫn luôn ở mức cao, đặc biệt là trong những ngày này thì giá lại tăng theo từng ngày. Cụ thể, trong chiều ngày 13 âm lịch thì giá hoa cúc lưới về chợ bán ra chỉ khoảng từ 20 đến 35 ngàn đồng một bó, thì đến chiều 14 âm lịch tăng lên đến 40 đến 50 ngàn đồng một bó. Và sáng nay ngày rằm thì có giá từ 60 đến 65 ngàn đồng một bó. Hoa cát tường ngày thường có giá từ 30 ngàn đồng một bó thì hôm nay đã tăng lên 50 ngàn đồng một bó. Các loại hoa như là hoa cẩm chướng thì hiện có giá từ 90 đến 100 ngàn đồng một bó. Sở dĩ giá hoa tươi cúng rằm tăng là do nguồn cung hoa tươi ở các tỉnh, nhất là từ Đà Lạt cung cấp về cho thành phố đang khan hiếm. Do vừa cung cấp cho thị trường Tết Nguyên Đán lại đến ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 và hôm nay là ngày rằm tháng Giêng. Theo quan điểm của ông cha ta thì cúng cả năm không bằng ngày rằm tháng Giêng. Do vậy mà mặc dù giá hoa tươi có tăng nhưng người dân vẫn chấp nhận mua với hy vọng là sẽ có một lễ cúng đầy đủ, cầu mong một năm mới bình an, sung túc và làm ăn thuận lợi. Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Nguyễn Liên. Thưa quý vị, dịch vụ về ngày rằm tháng Giêng thì xin mời quý vị theo dõi phần tiếp theo là Mua gì ở đâu của cuối chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ là vấn đề nóng khác. Bắt đầu từ hôm nay ngày 15 tháng 2, Việt Nam dỡ bỏ hạn chế về tần suất khai thác với các chuyến bay quốc tế, mở trở lại bình thường như trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Và theo cập nhật của phóng viên tiêu điểm thị trường, đến thời điểm này, về khai thác các đường bay quốc tế ngoại trừ Trung Quốc, tất cả các quốc gia mà Việt Nam đề nghị khôi phục đường hàng không đều đã đồng ý. Đây có thể nói là một tin rất vui đối với ngành du lịch Việt Nam cũng như những người yêu thích đi du lịch. Vậy thì kỳ vọng cũng như sự chuẩn bị của doanh nghiệp lữ hành Việt Nam trước cơ hội này như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem ngay trong phần sau của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, như bên trên thì tôi cũng vừa đề cập, mục tiêu điểm hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích những vấn đề liên quan đến việc mở cửa thị trường du lịch. Theo thông tin của Tổng cục Du lịch, hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022 bất ngờ sôi động trở lại tại một số trung tâm du lịch lớn trên cả nước. Đây được coi là một tín hiệu tốt, là nền tảng tạo đà phục hồi cho ngành du lịch trong năm 2022. Có thể nói nếu không bị ảnh hưởng của dịch bệnh trong 2 năm vừa qua, thì cứ vào dịp tháng Giêng hàng năm, đây là thời điểm bận rộn của những công ty lữ hành. Năm nay, sau khi các địa phương kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, nhu cầu du lịch đầu xuân của du khách nhanh chóng tăng cao trở lại, tạo nên một sự sôi động vốn có cho thị trường du lịch dịp tháng Giêng này. Khi mà nghe tin được một cái thông báo của chính phủ là nói về vấn đề mở cửa cho từ tỉnh này qua tỉnh khác, rồi đất nước này đến đất nước khác, thì chúng tôi rất là vui, là những người mà rất là thích đi du lịch thì thấy đấy là một điều rất là thích thú.
Khó có thể nói hết được cảm xúc của những người làm du lịch sau thời gian dài tạm nghỉ do ngành này bị đóng băng trong suốt 2 năm dịch bệnh diễn ra. Những ngày tháng riêng này, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã bắt đầu đón những đoàn khách đầu tiên, con số hơn 6 triệu lượt khách trong 9 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 vừa qua, thật sự có ý nghĩa, đó như một sự khích lệ đối với những người làm du lịch. Chúng tôi thấy là đây là một trong những cái thời điểm mà chúng tôi thấy là có được động lực cho những người làm du lịch như chúng tôi nhiều nhất. Trước Tết thì khách đã bắt đầu có sự quan tâm rất lớn rồi, và sát Tết thì bắt đầu những kế hoạch của du khách đi đã được lên và đã có những khách hàng đăng ký khá là đông. Lượng khách du lịch đi du lịch khắp nơi trên Việt Nam đã đạt con số kỷ lục, thì tôi cho rằng đây là một cái tín hiệu vô cùng ấn tượng và tích cực để mà phát triển cho ngành du lịch của Việt Nam. Hôm nay ngày 15 tháng 2, Việt Nam chính thức khai thác và mở lại các đường bay quốc tế thường lệ đến tất cả các thị trường trên thế giới. Động thái này một lần nữa khẳng định quyết tâm của chính phủ trong việc khôi phục lại ngành du lịch, một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam. Là đến giờ phút này chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những yêu cầu của khách hàng hỏi các chương trình tour quốc tế, trong đó có cả quốc tế vào Việt Nam và cả quốc tế người Việt Nam muốn đi nước ngoài. Ví dụ những sản phẩm du lịch Việt Nam đi nước ngoài bao gồm có sản phẩm Dubai là hiện tại đã bắt đầu khách quan tâm, và chúng tôi đã làm được chương trình và chuẩn bị có những lịch khởi hành rõ ràng rồi. Trước đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chính thức có văn bản đề xuất với Thủ tướng Chính phủ đề nghị mở cửa du lịch toàn diện vào dịp cuối tháng 3 này. Đây thực sự là một tín hiệu rất đáng mừng cho ngành du lịch trong nước. Nếu đề xuất này chính thức được phê duyệt, sẽ là đòn bẩy hết sức khả thi cho một năm phục hồi du lịch toàn diện của Việt Nam sau dịch. Vâng, có thể thấy rằng thông tin trên đã tạo nên một làn sóng rất sôi động cho thị trường tour du lịch của Việt Nam những ngày đầu năm. Sự kỳ vọng của những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Việt Nam trước thông tin trên là gì? Nhóm phóng viên của Tiêu điểm Thị trường đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Phạm Hải Quỳnh, Chủ tịch Hội Du lịch Cộng đồng Việt Nam, để có cái nhìn sâu hơn về vấn đề này. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Là một người hoạt động trong lĩnh vực du lịch nhiều năm thì ông đánh giá như thế nào về cái đề xuất của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng như là quyết tâm của chính phủ về thời điểm mở cửa du lịch toàn diện ở cái thời điểm này ạ? Đến thời điểm này coi như là nói câu chuyện mở cửa thì tôi nghĩ là coi như là đã rất muộn. Thì trước đây chúng tôi có tham gia chương trình họp cùng đồng chí Bộ trưởng của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch về vấn đề mở cửa, thì cũng rất nhiều ý kiến đưa ra là chúng ta coi như là phải mở cửa càng nhanh càng tốt. Là một trong những quốc gia đứng có như là xếp thứ 5 trên thế giới về vấn đề phủ rộng về các vaccine. Chúng ta tiêm vaccine để làm gì? Tiêm vaccine để có như là có như là đảm bảo an toàn. Đấy, và chúng ta có như là chào đón du lịch cũng như là mở cửa kinh tế. Thì đến thời điểm này có như Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng như là chính phủ đưa ra vấn đề mở cửa là có như phải triển khai ngay để phục hồi kinh tế, phục hồi du lịch. Sau khi mở lại như thế này thì cái doanh nghiệp họ kỳ vọng gì về cái việc mở cửa du lịch toàn diện? Khi Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng như chính phủ đề xuất về vấn đề mở cửa thì các doanh nghiệp thật sự coi như là rất vui. Đấy, và phải nói câu là rất vui, bởi vì coi như đến lúc này là rất nhiều doanh nghiệp mong muốn đấy, được khôi phục trở lại. Đấy, nhưng nó còn vướng mắc rất nhiều cái chính sách của chính phủ khi đưa ra thì bên dưới không cập nhật. Đấy, và chính cái vướng mắc đó coi như làm là cái rào cản cho vấn đề phục hồi. Đấy, vì vậy cái kỳ vọng thời điểm này tôi là coi mong muốn rằng nó phải được bộ hóa. Đấy, phải được sự quản lý chung. Đấy, và thống nhất chung cái quan điểm như là từ trên xuống dưới để tôi có thể tương tác với đối tác nước ngoài về kế hoạch về lâu dài, tương tác trực tiếp được khách từ vùng xanh đến vùng xanh an toàn. Nó là một cái mà coi như là chúng tôi mong muốn và coi như là thật sự kỳ vọng thời điểm này để mở cửa du lịch an toàn. Theo quan điểm của ông thì những cái doanh nghiệp lữ hành thì cần phải chuẩn bị tâm thế cho mình như thế nào cho cái việc mà mở cửa du lịch toàn diện ở cái thời điểm này của chính phủ? Trong 2 năm vừa rồi thì doanh nghiệp coi như là đối với dịch vụ thì coi như đã có nhiều thời gian để mình chỉnh chu lại cái dịch vụ phục vụ cho mình. Đấy, và đối với lữ hành thì chúng ta kiểm tra lại tất cả các dịch vụ tại các địa phương để làm nào cái tour tuyến điểm những cái coi như là dịch vụ coi như là phục vụ khách du lịch một cái tốt nhất. Đấy, và lựa chọn những tuyến điểm phù hợp trong thời điểm, giả sử như đối với thời điểm với 30/4 chẳng hạn thì bây giờ chúng ta phải có những đốc thúc để mở cửa để chuẩn bị dịch vụ để kiểm tra lại lịch trình lộ tuyến để chúng ta đón cái nhận dịch vụ của du lịch khởi điểm với du lịch mùa hè. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ của ông trong cái chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, xu hướng người dân thích ăn chay nhiều hơn và ưa chuộng các sản phẩm chay có nguồn gốc từ nông sản hữu cơ, không nhiễm hóa chất độc hại. Với tâm niệm ăn chay để thanh tịnh cơ thể, cầu phúc lộc trong năm mới, đồng thời ăn chay đúng cách thì cũng giúp cho con người mạnh khỏe hơn. Chính vì thế mà những ngày này, mặt hàng thực phẩm chay phục vụ nhu cầu cúng lễ ngày rằm tháng giêng bắt đầu sôi động. Ghi nhận của biên tập viên bản tin Tiêu điểm Thị trường tại Hà Nội. Kính thưa quý vị, với tâm niệm dâng mâm cơm chay thanh tịnh để tỏ lòng thành kính,
cầu nguyện một năm bình an và hạnh phúc. Rằm tháng Giêng Nhâm Dần năm nay, nhiều người dân thủ đô đã lựa chọn mâm cỗ chay để dâng lên ông bà tổ tiên. Do tình hình dịch COVID-19 còn chiều hướng phức tạp, nhiều người dân hạn chế việc ra đường mua sắm. Vì vậy, dịch vụ đặt hàng mâm cỗ chay trở nên đắt khách và phù hợp với thị yếu của khách hàng. Vậy với một mâm cỗ chay thì bao gồm những món ăn gì và giá thành như thế nào? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về dịch vụ này. Bắt đầu từ những ngày sau Tết, nhà hàng cơm chay Sen Trắng đã tất bật với các đơn hàng của thực khách đặt các mâm chay cúng rằm tháng Giêng. Nhà hàng đã đầu tư nghiên cứu nhằm đa dạng hóa về món ăn cũng như cách chế biến nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn thị hiếu cũng như có các mức giá phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng. Nhà hàng đưa ra các món ăn tùy với cái mức lựa chọn của khách hàng với nhiều khung giá khác nhau. Mâm 600, mâm 700 và mâm 800, mâm 1 triệu, mâm 1.1, mâm 1.3 và mâm 1.5 triệu. Bên cạnh việc đặt mâm cỗ chay trong ngày rằm tháng Giêng thì nhiều khách hàng cũng đã lựa chọn đặt bàn ăn tại nhà hàng để cùng thưởng thức cùng bạn bè. Người tiêu dùng Việt Nam đang có xu hướng thuần chay, organic, hữu cơ, giảm dần đồ chay đóng hộp, qua đó giảm bớt lượng đường, mỡ trong máu. Mâm cúng chay cũng vì thế mà trở thành lựa chọn ngày càng phổ biến của nhiều người. Thường thì mùng 1 tuần rằm là mình hay ăn chay và mình cảm thấy rằng là ngày đấy mình ăn chay thì là mình thấy là thanh tịnh và tạo cho mình được một cái cảm giác nó tĩnh tâm hơn. Với việc ăn chay thì mình thấy rằng là nó tốt cho sức khỏe hơn. Qua khảo sát một số siêu thị trên địa bàn Hà Nội như Harpro, Fujimart, Copmart, Vinmart, Bixi cho thấy những siêu thị này đang tung ra thị trường nhiều sản phẩm đồ chay do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất như Âu Lạc, Cầu Tre, Vinsan với giá khá hợp lý. Cụ thể như nem chay dao động từ 58 đến 74 ngàn đồng trên 1 kg, gà chay 70 đến 100 ngàn đồng trên 1 con, bánh chưng chay giá từ 30 đến 40 ngàn đồng trên 1 chiếc, chả tôm chay 55 ngàn đồng trên 1 hộp, canh măng mọc 50 ngàn đồng trên 1 hộp, v.v. Mặc dù xu hướng sử dụng đồ chay hiện nay khá sôi động, nhưng người tiêu dùng cần lựa chọn những sản phẩm có đầy đủ nguồn gốc, xuất xứ để tránh nguy cơ ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng tới sức khỏe. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi trong ngày hôm nay. Hy vọng những gợi ý của chương trình sẽ giúp quý vị có thêm sự lựa chọn trong chi tiêu, mua sắm trong cuộc sống hàng ngày. Một lần nữa, chương trình sẽ được trân trọng cảm ơn Tổng Công ty Khí Việt Nam, Công ty Cổ phần PVGas đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại!